Nhân tiện quý vị biết mà, nói đi. Dạ sư phụ, trong cùng bài giảng đó sư phụ nói rằng không có nghĩa là mọi người hoặc đệ tử có thể làm bất cứ gì họ muốn và rồi vẫn thoát khỏi nghiệp quả của đại dịch. Phải, quý vị phải thật sự giữ bản thân theo lối sống đạo đức cao và phẩm hạnh, bằng không quý vị cũng sẽ xuống dốc như mọi người khác. Nếu phá hủy công đức của mình, nếu công đức quá mỏng và phạm thêm một dù chỉ một hành động vô đạo đức nhỏ hoặc lỗi lầm nhỏ thì công đức đó sẽ bị tiêu hủy. Công đức sẽ triệt tiêu và rồi mình sẽ không được bảo vệ. Thưa sư phụ, công đức sẽ triệt tiêu và rồi mình sẽ không được bảo vệ nữa. Ồ, không được bảo vệ. À, thưa sư phụ, cần bao nhiêu công đức để bảo vệ bản thân, tránh đại dịch COVID-19? Có gì đó có thể định lượng điểm công đức tâm linh không? Cho dù tôi nói như cần 2 lít công đức, thì quý vị làm sao đo lường được? Chỉ có minh sư mới biết. Chỉ có thiên đàng mới biết. Cho dù tôi nói cũng vô dụng. Dĩ nhiên, cho dù quý vị không biết có bao nhiêu công đức, ví dụ như vậy, ý là mọi người không biết nói sao, nhưng cứ tiếp tục tốt trong tâm mình, trong đầu mình, trong thân khẩu ý của mình, thì dù công đức của quý vị mỏng, nó cũng không bị dưới số 0. Dạ thưa sư phụ, cứ giữ nó ở đó và tiếp tục với con đường đạo đức phẩm hạnh mà đã được đặt ra. Bởi tất cả minh sư, từ thời xa xưa, trong kinh thánh, trong các thánh điển Phật giáo, Kỳ Na giáo, Ấn Độ giáo, v.v. Dạ sư phụ, cứ tiếp tục với con đường đó, thì ít nhất quý vị sẽ luôn có một lớp bảo vệ. Nó sẽ không bị dưới số 0. Vấn đề là nếu mất hết công đức, thì chúng ta sẽ bị rắc rối. Nhưng tôi đang nói với ai đây? Những người bên ngoài, họ thậm chí chẳng bận tâm. Họ có lẽ cũng không biết tôi là ai nữa. Và rồi nếu họ biết thì họ nói bà là ai? Hiểu ý tôi không? Dạ hiểu thưa sư phụ, bà là ai mà bảo chúng tôi phải làm gì? Không ai có thể bảo họ làm bất cứ gì hết. Minh sư đến rồi đi, con người vẫn như vậy. Tôi rất buồn. Quý vị nếu muốn cứ vẫn tiếp tục làm như vậy, ít nhất nó tốt cho quý vị. Dạ thưa sư phụ, làm công việc mà quý vị đang làm, công việc truyền hình vô thượng sư, ít ra tốt cho quý vị nhé. Dĩ nhiên, nó giúp một số người hoặc một số người đã chuyển sang thuần chay này nọ và một số người giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng tất cả họ hầu như chỉ ở đẳng cấp vật chất thôi. Dạ thưa sư phụ, tiêu chuẩn đạo đức của thế giới là hầu như con số 0. Như thế trả lời câu hỏi của quý vị chưa? Dạ rồi sư phụ, cảm ơn sư phụ. Người kế. Kính thưa sư phụ, một đệ tử nên làm gì nếu họ bị nhiễm COVID-19? Đi bệnh viện, trời ơi! Dạ, và làm những gì bác sĩ nói. Dạ thưa sư phụ, hoặc cách ly. Nếu bác sĩ nói cách ly thì quý vị tự cách ly, cho tới khi khá hơn, khỏe hơn. Vậy ít nhất quý vị không lây nhiễm cho người khác. Dạ đúng, chỉ làm như mọi người khác. Nếu quý vị nhiễm COVID thì quý vị nhiễm COVID cũng y như mọi người khác, ngay cả tổng thống, bộ trưởng, thủ tướng, hoàng hậu, hoàng tử. Tất cả phải làm giống như mọi người khác thôi, quý vị không thấy sao? Dạ thấy, đại dịch này không tha bất kỳ ai. Nếu có công đức thấp, nếu tiêu quá mức công đức của mình, cho nên một số người vẫn còn một chút công đức, hoặc họ cầu nguyện, họ sám hối, nên họ bình phục. Một số người không thể bình phục bởi vì công đức của họ quá thấp, dưới số 0. Và có lẽ cũng không có ai cầu nguyện cho họ. Tất cả điều đó cộng lại với nhau. Đôi khi quý vị may mắn có người nào đó cầu nguyện cho mình, điều đó có giúp. Dạ sư phụ, nhưng nếu không có ai, không ai thương mình, không ai quan tâm đến mình, và quý vị không có công đức nào và công đức dưới số 0, thì nó chỉ kết thúc đời quý vị thôi. Chỉ cần phải tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức và lối sống phẩm hạnh, ăn thuần chay,
giữ thân khẩu ý tốt. Đời sống rất đơn giản, phải không? Dạ, thưa sư phụ, và chúng ta chỉ phải làm thế thôi. Dạ, cảm ơn sư phụ. Và sau khi làm tất cả điều đó mà vẫn nhiễm COVID và quý vị phải chết, thì đó là số mệnh của quý vị. Định mệnh của quý vị phải chết như vậy. Thì cũng được thôi, ít ra quý vị trong sạch và thuần khiết, và rồi quý vị sẽ lên thiên đàng, hiểu không? Và sư phụ có thể đưa quý vị lên. Như vậy đã trả lời quý vị chưa? Dạ rồi, cảm ơn sư phụ. Được rồi, câu hỏi khác. Nếu có, quý vị nói có 5 câu hỏi phải không? Được, tiếp tục. Kính thưa sư phụ, có một thời hạn nào mà nghiệp quả do hành động của một người có thể được giảm bớt không? Hay là một khi đã phạm thì phải được trả đầy đủ, bất kể có sự can thiệp nào? À, hiểu rồi, được. Và làm sao một người biết được thời hạn đó và nghiệp có bao giờ hoàn toàn được xóa bỏ không? Hầu như không. Và thời hạn còn tùy vào nhiều yếu tố. Có người lãnh trong một ngày, có người lãnh trong một năm, có người lãnh nghiệp sau nhiều năm, có người lãnh sau khi họ chết. Nếu là người tu hành, như trong nhóm của chúng ta, pháp môn Quán Âm, thì dĩ nhiên quý vị có sự bảo vệ của lực lượng minh sư, nhưng nếu bước ra khỏi ranh giới luật do ngã chấp, hoặc linh hồn thích phiêu lưu, hoặc quý vị không tin, cho dù đã thọ tâm ấn, quý vị không vào đạo vì niềm tin nơi sư phụ, mà vì hiếu kỳ hay chỉ vì quý vị có bạn gái hoặc bất cứ gì, thì rất nhiều điều có thể ảnh hưởng nghiệp quả của quý vị. Nếu quý vị vẫn còn công đức nào đó, và nếu thành tâm tu hành, thì sư phụ có thể luôn can thiệp và giúp quý vị, bồng quý vị lên trên tay của sư phụ khi quý vị yếu và mệt mỏi. Nhưng nếu quý vị không phải dạng người tu hành thành tâm này, tâm không khiêm nhường và không sám hối, không luôn luôn cố gắng cầu thông với đấng thiêng liêng mà chạy khắp bên ngoài với danh lợi và lạc thú đủ thứ, thì sẽ khó hơn. Nhưng nghiệp không luôn luôn đến ngay lập tức hoặc theo thời hạn. Không có chuyện thời hạn với nghiệp. Đôi khi nghiệp có thể đến gấp, đôi khi có thể chậm lại. Dĩ nhiên còn tùy theo công đức và sự thành tâm tu hành của quý vị. Hoặc có người cầu nguyện cho quý vị, hoặc quý vị tự cầu nguyện bằng tất cả tấm lòng, thì mọi thứ có thể được hoãn lại hoặc có thể nhanh hơn. Không có thời hạn cố định. Và quý vị không thể làm được gì hết nếu không có đủ công đức và không có một minh sư giúp quý vị. Quý vị không thể làm gì để ngưng nghiệp hoặc giảm thiểu nghiệp, hiểu không?